Được nha, chọn sự hoàn hảo. Con làm đó ba. Rồi á. Con còn một ý tưởng nữa muốn khoe với ba. Ba đợi con chút xíu nha. Cũng vì ba cái thứ rác rưởi này mà con lóc bóc, đúng không? Vì ba cái thứ khùng điên này mà muốn cãi lời ba, thì ba sẽ hết. Con ghét ba.